Chào các em, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu bài tiết 4 của tuần 21, quy đồng mẫu số các phân số tiếp theo. Ví dụ 1, quy đồng mẫu số 2 phân số 7 phần 6 và 5 phần 12. Em có nhận xét gì về mẫu số của 2 phân số? Mẫu số của phân số 5 phần 12 chia hết cho mẫu số của phân số 7 phần 6. Ta có thể chọn 12 là mẫu số chung để quy đồng mẫu số của 2 phân số 7 phần 6 và 5 phần 12 được không? Ta có thể quy đồng mẫu số của 2 phân số 7 phần 6 và 5 phần 12 như sau. Như vậy, quy đồng mẫu số 2 phân số 7 phần 6 và 5 phần 12, ta được 2 phân số 14 phần 12 và 5 phần 12. Để quy đồng mẫu số 2 phân số, ta làm như sau. Xác định mẫu số chung. Tìm thương của mẫu số chung và mẫu số của phân số kia. Lấy thương nhân với tử số và mẫu số của phân số còn lại, và giữ nguyên phân số có mẫu số là mẫu số chung. Chúng ta bắt đầu luyện tập quy đồng mẫu số các phân số. Bài 1A, quy đồng mẫu số các phân số 7 phần 9 và 2 phần 3. Các em hãy thực hiện vào vở nháp và đối chiếu với kết quả. Bạn nào làm đúng, hãy vỗ tay khen mình đi nào. Tương tự, bài 1B, các em hãy quy đồng mẫu số phân số 4 phần 10 và 11 phần 20. Các em hãy thực hiện vào vở nháp rồi đối chiếu với kết quả. Bạn nào làm đúng, hãy vỗ tay khen mình đi nào. Bài 2, quy đồng mẫu số các phân số A, 4 phần 7 và 5 phần 12, B, 3 phần 8 và 19 phần 24. Các em hãy thực hiện vào vở nháp, rồi đối chiếu với kết quả. Bài 3. Viết các phân số lần lượt bằng 5 phần 6 và 9 phần 8 và có mẫu số chung là 24. Các em hãy thực hiện bài vở nháp rồi đối chiếu với kết quả. Các em về nhà hãy xem lại ghi nhớ trong sách giáo khoa và làm các bài tập còn lại trong sách giáo khoa trang 116-117. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tiết học sau.